Gần Tết rồi, đây là một cơ hội mua sắm cực kỳ hời dành cho các bà. Đừng có vội đi đâu hết, ở lại đây với tôi nha. Hello mọi người, tụi mình là Anh Chị ở Mỹ Tho nè. Còn mấy ngày nữa là sắp đến Tết rồi, chưa chắc các shop quần áo sẽ giảm giá cho mọi người đâu. Cho nên phải tranh thủ tận dụng cái shop mới khai trương. Vừa được giảm giá, đồ vừa đẹp mà không chỉ còn đa dạng sản phẩm. Từ quần áo big size cho đến đồ thiết kế. Phải nói đây là trung tâm mua sắm dành cho chị em mình luôn á, không thiếu bất cứ cái gì luôn mọi người ơi. Từ quần áo nè, túi xách, giày dép, mỹ phẩm, nước hoa nữa nè, vali, cài tóc, nail box, mắt kính nè. Trời ơi, còn mấy cái nón xinh xỉu luôn. Mà đặc biệt là quần áo có tất tần tật, không thiếu một cái gì luôn á mấy bà. Từ chất liệu cho đến mẫu mã cập nhật hot trend liên tục. Vô đây tôi toàn gặp mấy cái hot hot trên mạng không à. Mà ở đây mình còn được cầm tận tay, xem tận mắt mà còn được giảm giá nữa chứ. Lấy giấy bút ra ghi nè mấy bà ơi, thời gian giảm giá là từ ngày 12 tháng 1 cho đến ngày 21 tháng 1. Toàn bộ cửa hàng sale lên đến tới 70% lận đó. Ví dụ như các mẫu túi xách thì giảm tới 40% nè, còn giày dép, ba lô các loại thì giảm 20%, phụ kiện, mỹ phẩm, đồ make up thì giảm 10% nè. Đặc biệt là chương trình sale lên đến 70% chỉ với 29, 39, 49, 59 và 79. Là các bạn đã có thể tạo cho mình những cái chiếc áo kiểu nè, áo sơ mi, chân váy, đồ bộ, trời ơi rất là nhiều luôn. Không chỉ vậy mà các bạn còn sẽ được tặng một voucher giảm giá 10% cho toàn bộ sản phẩm tại cửa hàng. Không giới hạn lần mua trong 30 ngày tiếp theo đâu nha. Mà nói chứ đây là một trung tâm thương mại nhỏ dành cho chị em chúng ta luôn á mấy bà ơi. Mà mẫu mã là đa dạng, đẹp mắt, cập nhật trend. Trời ơi còn có vali nữa nè. Thật sự là bị choáng ngợp luôn ấy. Mấy bà phải giữ tâm lý thật là vững chắc khi vô đây, bởi vì cái gì tôi cũng muốn ghim về hết trơn á. Ở đây có tất cả các loại đồ phù hợp cho tất cả mọi người. Không cần lo lắng là sẽ không có size cho mình nha. Tôi biết là dạo này mấy bà đang hay săn lùng những bộ đồ lam lắm đúng không? Nếu mấy bà sợ hiệu ứng mua hàng qua mạng thì có thể qua đây để xem thử. Tính ra mà cái áo này ẩm là khỏi cần người yêu luôn. Trời ơi nãy giờ không nói địa chỉ. Đây là Nghiêu Shop chi nhánh 3 nằm ở số 306 đường Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nghiêu Shop có lẽ đã quá quen thuộc với các bạn ở Gò Công rồi. Giống như là chi nhánh 1 ở thị trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây. Còn chi nhánh 2 thì nằm ở ngay thị xã Gò Công luôn. Nhanh tay nhanh chân táp người yêu vô đây, còn không có người yêu thì táp nhỏ bạn thân vô. Vô đây mà săn sale nè, càng săn càng hời. Trời ơi còn ngồi đó làm gì nữa, tôi đi đây.